Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương khiến một người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 30 trên quốc lộ 1, ngay tại gầm cầu vượt Sóng Thần thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 51C48443 lưu thông trên đại lộ Độc Lập ra quốc lộ 1. Khi đến chân cầu vượt Sóng Thần, xe đang ôm cua rẽ phải thì va chạm với người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi bộ, khiến người đàn ông ngã ra đường, bị bánh xe cán lên người kéo lê về phía trước hàng chục mét. Người dân đã chạy ra hô hoán yêu cầu lùi xe lại để đưa người đàn ông này ra ngoài đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và cho di dời chiếc xe để thông xe qua khu vực này.